Tiếp nối chương trình là những thông tin thuộc lĩnh vực văn học. Sau hai buổi giao lưu tại thành phố Hồ Chí Minh, tác giả Du Phong vừa có buổi giao lưu và gặp gỡ với bạn đọc Hà Nội nhân dịp ra mắt cuốn sách thứ 6 mang tên Thanh xuân không hối tiếc tại nhà sách Phahasa, xã Đàn. Với 5.000 cuốn cho số lượng in lần đầu, Thanh xuân không hối tiếc được thiết kế trẻ trung và trang nhã là những cảm nhận chiêm nghiệm về cuộc đời, về tình yêu được Du Phong viết khi anh đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp cuối cùng của tuổi thanh xuân. Tại buổi ra mắt, Du Phong chia sẻ tất cả những bài văn, câu thơ trong sách như một bức thư gửi cho những gì đã qua không một lần gặp lại để nhắc rằng mình đã từng sống, yêu thương và trân trọng những người từng bước qua đời mình. Hối tiếc tức là hối hận và tiếc nuối thì Du Phong không muốn các bạn trẻ bây giờ mang quá nhiều những cái tâm trạng tiêu cực. Các bạn luôn luôn hối hận vì những việc mình đã làm và tiếc nuối vì những việc mình không làm. Thì Du Phong muốn là khi mà các bạn đọc xong cuốn sách này, các bạn sẽ tìm được ra giá trị của bản thân mình và các bạn hiểu được rằng là mình đang từng ngày bước qua quãng đời đẹp nhất, nên là mình không nên hối hận và tiếc nuối mà mình phải lạc quan và yêu đời. Trong vài năm trở lại đây, Du Phong là cái tên đã trở nên thân quen với độc giả trẻ, những người yêu thích các bài thơ và tản văn về chủ đề tình yêu, về tuổi trẻ, với sự lãng mạn và nhẹ nhàng. Anh là tác giả của nhiều đầu sách được giới trẻ yêu thích như Đừng gọi anh là người yêu cũ, Có anh ở đây rồi, Hạnh phúc cũng ở đây, vân vân. Thanh xuân không hối tiếc là cuốn sách thứ 6 của Du Phong do Sài Gòn Book và nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ ấn hành.